Hi, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Hưng muốn trò chuyện cùng với lại cả nhà của mình một cái chủ đề mà Hưng thấy là nó vô cùng thích luôn á. Đó chính là nếu mà mình xịt nước hoa mà nó lưu hương không lâu thì mình phải làm sao bây giờ? Đối với riêng bản thân Hưng thì có những cái chai nước hoa mà Hưng xịt đó, nó có tí xíu thôi à, là tự nhiên Hưng không còn nghe cái mùi hương trên da của mình. Nó làm cho mình cũng cảm thấy hơi bị hụt hẫng luôn mà. Thậm chí bản thân Hương thì da dầu nữa, nên là nó sẽ rất là dễ bị bay hơi. Và nếu muốn một cái chai nước hoa mà nó lưu hương lâu hơn, tỏa hương xa hơn, thì lại phải chọn những cái mùi hương mà nó nồng nàn hơn, nó quyến rũ hơn, nó ngọt ngào hơn thì Hương lại không thích. Bởi vì Hương thích cái mùi nó sang nhẹ nhàng và nó mang lại cảm giác dễ chịu để mà Hương có thể đi làm hàng ngày thôi. Nó phù hợp với lại cái tính cách của mình hơn. Nếu như mà các chị nào á mà chúng ta kỹ tính giống như Hương á, muốn tìm một cái chai nước hoa nè, nó phải sang nhẹ nhàng nè, lưu hương lâu, tỏa hương xa nữa, thì hôm nay Hương sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chai nước hoa mà Hương mới vừa tìm được và Hương phải nói là Hương thích nó vô cùng luôn. Đó là cái dòng nước hoa Kilian nè. Thì đây là cái mùi hương mà Hương nói thật là Hương xịt từ sáng cho đến lúc Hương tắm xong rồi mà nó vẫn còn lưu trên da của Hương. Thực sự là Hương quá bất ngờ với cái điều này luôn. Đây là cái chai nước hoa nó được thiết kế ha, vô cùng đẹp và vô cùng đẳng cấp luôn. Đó, mở ra thì trong đây nó sẽ có một cái phiếu nè. Cái phiếu đây, mở ra nè, mọi người thấy không? Trời ơi, còn đóng lại nè. Dã man luôn á, cái chai rất là đẹp. Và khi mà Hương xịt cái chai nước hoa này á, để Hương xịt cho mọi người xem nha. Khi mà mình xịt ra đó, cái mùi hương của nó, cái sự kết hợp giữa tuyết tùng với lại hoa cỏ và có một chút hổ phách nữa, nên nó không có bị nồng nàn mà nó lại mang đến một cái cảm giác vô cùng dễ chịu. Trời ơi, nghe cái mùi hương mà thích ơi là thích luôn. Và Hương không rất là bất ngờ khi mà nó lưu hương quá lâu và tỏa hương lại rất là xa. Khi mình xịt từ sáng mà cho đến không phải là tối nữa, mà Hương tắm xong rồi mà ngày hôm sau Hương vẫn còn nghe cái mùi hương thoang thoảng trên da của mình. Điều đó nó làm cho Hương cảm thấy bất ngờ. Và lần đầu tiên Hương thấy có một cái chai nước hoa mà tông mùi hoa cỏ kết hợp với lại tuyết tùng sang nhẹ nhàng nhưng mà lưu hương cực kỳ lâu. Đó chính là dòng Kilian. Và Hương nghĩ là chúng ta hãy thử một lần mà trải nghiệm cái mùi hương này đi. Không biết tại sao luôn mà nó lại mang đến cho mình một cảm giác vô cùng dễ chịu. Và mình xịt là mình lại cảm thấy cơ thể của mình nó cứ có cái mùi hương thoang thoảng. Và cái sự kết hợp giữa tuyết tùng nó tạo một cái sự dễ chịu, nó làm cho mình cảm thấy thích lắm, thơm lắm. Đặc biệt là cái da mà khó chịu như da Hương là da dầu á, lưu hương không có lâu nước hoa mà nó lại càng lưu, nó lại còn lưu hương lâu như vậy, thì Hương nghĩ tất cả những cái chị mà đang sử dụng rồi á, mọi người cũng có gửi về feedback cho Hương á, là mọi người nói trời em ơi, cái chai nước hoa gì mà nó lưu hương lâu khủng khiếp trên da của chị luôn, rất là bất ngờ nha. Đó, thì cái đây là cái chai nước hoa mà Hương cảm thấy rất là thích, nên mọi người hãy thử trải nghiệm một lần đi để chúng ta xem cái mùi hương của nó như thế nào nha. Bye bye và hẹn gặp lại các chị nha.